gia phả tập đoàn Gusong. Mình nên chọn con dâu số 1 hay là số 2 đi trời. Cái này đúng là khó chọn thật mà. Con dâu cả đúng là có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng kiểu người tự cao tự đại thì chắc chắn không phải là dạng vừa rồi. Còn người thứ hai, ôi trời, ánh mắt của cô ta không đùa được đâu. Nếu như mình tính toán sai thì mình sẽ tự cắt đứt đường lùi của mình đó. Ôi trời ơi, dù sao thì cả hai người thuộc độ khó vô cùng đó, không dễ ăn một chút nào hết. Bác vừa mới hầm nóng thức ăn lại rồi đó con, ăn chút đi ha. Nè, nhanh lên, ăn chút đi. Con không ăn nổi đâu. Ơi, không phải bác đang nói con ăn đâu. Từ hôm qua tới nước con cũng không chịu uống. Bé con trong bụng chắc là mệt lắm rồi đó. Con phải nghĩ tới đứa con trong bụng chứ. Nếu con tuyệt thực như vậy là không có ổn đâu. Ôi trời, sao bác lại như vậy chứ? Ôi trời. Cái này người ta giao tới cho con. Nè cô dì ơi, cô có thể hạ bó hoa che bụng được không? Tôi sẽ chỉnh ảnh để cho eo của cô dâu trở nên nhỏ hơn. Ôi trời, ông chủ ơi, tôi vất vả lắm mới có được con, sao phải chỉnh cho mất đi chứ. Cứ chụp cho tôi đúng như vậy đi. Trời ơi, tại sao em lại nói chuyện như vậy chứ hả? Có gì xấu hổ đâu anh, vợ chồng có con là chuyện thường mà. Doanh Mu à, con hãy xem như chưa nghe thấy ba con nói gì đi ha. Doanh Mu, tên của em bé nghe đặc biệt quá. Dạ, nghĩa là mong nó như củ cải non lớn lên khỏe mạnh trong bụng mẹ. Nhờ anh chụp vợ chồng tôi cả Doanh Mu nữa một bức ảnh đẹp thật đẹp vào nha. Bây giờ anh phải đi công tác, đột nhiên chủ tịch công ty ra chỉ thị như vậy đó. Rõ ràng là anh ấy nói phải đi công tác do chủ tịch chỉ thị. Nếu gặp được chủ tịch, mình sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra. Nhất định phải gặp được ông ấy. Món rễ thảo mộc tốt như là sâm núi vậy đó ba. Vì ba đã phải trải qua một mùa hè nắng nóng nên ba hãy nếm thử và hồi phục nguyên khí nha. Không cần. Mùa thu thì phải ăn lương đúng không? Lương đã được cuốn và chiên với lá dừng nên ăn mềm lắm. Nó vừa tốt cho máu lại vừa hồi phục nguyên khí, nên ba hãy nếm thử đi. Hồi phục nguyên khí để làm cái gì chứ? Khỏe lên rồi dùng vào đâu hả? Mà con muốn ba cứ hồi phục nguyên khí hoài vậy hả? Ở cái tuổi này nguyên khí hồi phục thì làm được gì đây? Ba cũng không phải là vận động viên thi đấu vật. Kêu ba hồi phục nguyên khí rồi dùng vào đâu đi hả? Hả? Còn chẳng có nơi mà dùng đâu. Vậy mà con cứ nói mãi chuyện đó là sao? Con muốn ba phải làm sao đây hả? Các con như vậy mà được xem là thấu hiểu cho ba hay sao vậy chứ? Ở trong nhà có hai cô con dâu ở quá. Ôi trời ơi, đúng thiệt là sao không hiểu được suy nghĩ của người đàn ông quá vợ như vậy chứ. Tại sao ba không đi du lịch thay đổi không khí? Thay đổi không khí để làm cái gì chứ? Chẳng có vui một chút nào hết. Cả hai đứa con không biết thấu hiểu suy nghĩ của ba, chỉ biết nói mấy lời sáo rỗng mà thôi. Vậy nên việc nhà mà để vào tay người dân là vô dụng. Chẳng có ai làm được trò trống gì mà chỉ toàn như là khách ở trọ thôi vậy. Có vẻ như ba bị áp lực do cuộc thanh tra từ cục thuế. Tháng sau là Hee-chun về rồi, ba hãy giao bớt việc lại cho cháu nó. Sau đó tranh thủ đi du lịch hoặc là chơi thể thao đi ba. Việc thanh tra của cục thuế đang được xử lý tốt chứ? Ít lâu nữa sẽ có kết luận việc nhân viên đã tự ý tự sát thôi. Em đã chờ anh ở văn phòng tới sáng luôn đó. Hôm qua anh ngủ ở đâu vậy hả? Chuyện em ăn nói tùy tiện anh cũng đã quen rồi, sao anh lại tắt điện thoại khiến cho người ta phải lo lắng vậy? Nghe được tin nhắn này gọi lại liền cho em nghe chưa? Hay mình cắt đứt luôn đi ta? Nhưng mà anh quyến rũ. Hừm.
đây là bảo tàng hay là gì ta, cũng chẳng có gì thay đổi so với trước đây. Tôi muốn gặp chủ tịch mà. Tôi đang có chuyện muốn gặp ngài ấy. Tiếng gì vậy? Thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Mấy người thấy con của tôi tội nghiệp hay không hả? Mạng sống của mẹ con tôi đều phụ thuộc vào ngài chủ tịch hết đó. Bỏ tôi ra đi. Bỏ ra đi mà. Chủ tịch ơi. Trưởng phòng Bắc, chuyện thế nào rồi? Ờ, tôi đã biết rồi. Chủ tịch thì sao? Tôi biết rồi, cậu làm tốt lắm. Trời ơi, đỉnh quá. Hê Chun à, ôi trời ơi, con về từ hồi nào vậy? Sao không gọi điện cho mẹ vậy hả con? Ôi con trai của tôi. Con tính làm cho mẹ bất ngờ mà. Cô gái kia là ai vậy? Cô gái nào? Cô gái đang mang thai cái đội cặp chủ tịch đó rồi bị đưa đi đó mẹ. Con nhìn thấy sao? Cô ấy là ai chứ? Không cần, con không cần biết. Con vẫn biết ông dồi dào sinh lực như tuổi 20 mà. Nhưng mà chuyện này thì con... Mẹ... mẹ ơi, sau khi cô ấy xin phải xét nghiệm ADN đó. Con đang nói cái gì vậy? Cô ấy trẻ như vậy mà. Hả? Vì yêu ông thật lòng nên đã mang thai con của ông. Cô ta đã quyết tâm lao vào chỗ chết để thay đổi vận mệnh của mình, cho nên là phải xác nhận rốt cuộc là có phải con của ông hay là không đó mẹ à. Trời ơi, vậy là đứa trẻ trong bụng cô ta con sẽ gọi là gì đây chứ? Ê, nói nhảm vừa thôi, cứ giờ như không biết đi. Bây giờ ông con đang tới, nên vào phòng chủ tịch đợi đi. Nếu ông nhìn thấy con chắc sẽ vui tới ngất luôn đó, con trai à. Đi. Nào nào nào, trước khi vào nhà đã, mọi người vào nhà đi. Người thật nhìn còn đẹp hơn. Chờ một chút đã. Làm ơn giúp tôi với. Ôi trời. Nè. Nè, con bị sao vậy? Con bị đau ở đâu sao? Ôi trời. Hình như cô ấy sắp sinh thì phải. Cô ấy sắp sinh rồi hả? Hình như bị dở nước ối rồi. Tôi sẽ gọi cấp cứu. Nè, gọi họ đến, đứa bé sẽ ra mất. Trước tiên đưa cô ấy vào nhà đã. Nếu không thì đứa trẻ sẽ ra ở đây mất. Được rồi, nhanh lên. Mau lên đi. Mau lên. Cẩn thận. Ôi trời, không được rồi, để tôi cổng cho. Tôi đã quen cổng phụ nữ rồi, nhanh lên cái thành kia. Ôi trời, nhanh lên đi. Đi nhanh thôi. Nhanh lên. Nè. Chà, đúng là trường Harvard mà. Ngay cả màu sắc cũng khác hẳn. Mới nhìn sơ qua thôi đã thấy cao cấp và đắt tiền rồi. Ông sẽ đi in ra, đóng thêm cái khung nữa, treo từ phòng giám đốc cho tới phòng họp luôn cho xem. Ôi, ba cũng thật là, ba vui tới vậy sao? Đương nhiên là vui rồi. Đâu phải đại học bình thường mà là Harvard đó. Nỗi hận khi ông chỉ học hết tiểu học đã được Hê Chun quá giải hết rồi. Tất cả đều là nhờ ông đã tin tưởng và ủng hộ con hết mình mà. Ngoài cho tiền ra thì ông còn làm gì nữa đâu. Người cố gắng học hành chăm chỉ để thành công là Hê Chun thì có. Ông sẽ tặng con một món quà thật là lớn. Lần này ba định tặng quà gì vậy hả ba? Là bí mật. Nói trước thì mất hay rồi. Nhưng so với lúc gặp hồi đầu năm, sức khỏe của ông hình như tốt hơn và có vẻ thật là tràn đầy sức sống. Ở tuổi này rồi mà sức sống cái gì đây chứ? Ôi, ông làm được việc người trẻ làm còn khó mà sao lại khiêm tốn vậy chứ? Ông cứ thoải mái khoe ra với con cũng được mà, có phải không? Con rất là tôn kính ông với vai trò là một nhà kinh doanh. Nhưng mà cùng là một người đàn ông thì con càng kính trọng nhiệt quyết và ý chí của ông nhiều hơn. Đó là một nhiệt quyết rất đáng kinh ngạc đó ông à. Con đang nói cái gì vậy hả? Hê Chun à. Cháu chỉ là nói như vậy thôi thưa ông. Hả? Con trai đó, con trai, là con trai. Nhưng mà dạo này con gái được yêu thích hơn là con trai thì phải đó. Hai con trai một con gái là tuyệt nhất. Có hai đứa con gái tuyệt không kém. Còn hai đứa con trai thì có vẻ sẽ hơi cực khổ để nuôi nấng đó. Hay đương nhiên là cũng tùy vào con gái nữa. Cô phòng số 6 có vẻ đau lòng vì ba mẹ ha. Anh biết gì mà nói hả? Cũng đúng, tôi có biết gì đâu mà nói vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa được giới thiệu bản thân đó. Tôi là Gambunki ở phòng trọ số 5 đó. Tôi ở nhà trọ thiên đường này được hơn 10 tháng rồi. Tôi là lão làng ở nhà trọ thiên đường. À không, là tổng quản.
Nhưng mà cũng không đúng lắm. Tóm lại, tôi là người ở nhà trọ của Thiên Đường lâu nhất, Ban Ơn Chi ở phòng số 6. Thời gian tôi ở đây khoảng hơn 2 năm rồi đó. Tôi thân thiết với bà chủ như là mẹ ruột vậy. Chúng tôi rất thân thiết. Ngoài ra, đây là cậu đàn em học chung cấp 3 mà tôi yêu quý nhất đó. Tên là Kim Uchi, một golf thủ chuyên nghiệp. Mong mọi người giúp đỡ. Dạ, xin chào. Còn hai chị là vợ chồng đó. Tôi là Choi Man Ho. Tôi tên là Giang Gâm Hy, vợ của anh Choi Man Ho. Chồng của tôi là đầu bếp, còn tôi là nhân viên chăm sóc da mặt. Nhưng có một ngày họ đuổi việc cho nên đã bị thất nghiệp rồi.